toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên chúng tôi em sẽ review giới thiệu chi tiết tới toàn thể các bác nhà mình một cái mẫu máy cắt sắt bàn sử dụng dưới 355 nhá, một cái mẫu sản phẩm hàng ngon bổ rẻ để phục vụ cho tất cả các bác khắp mọi miền Tổ quốc. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, và các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản trực tiếp. Các bác có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng và nhận về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Vì về cái mẫu sản phẩm này em sẽ chi tiết tới các bác luôn để cho các bác được cùng tham khảo nhé. Đây là về cái phần trọng lượng của máy này các bác này. Máy là 11kg các bác nhé. Đây em có đặt sẵn lên để cho các bác được cùng tham khảo về trọng lượng của máy luôn. Và em sẽ chi tiết về kiểu dáng này, về kiểu dáng và cái mẫu mã để cho các bác được cùng tham khảo luôn. Đây, mẫu mã cực kỳ là đẹp và chắc chắn nhá, hàng ngon bổ rẻ, giá cả cũng rất là hợp lý. Đây là về cái phần bao bì ở bên ngoài này các bác này, super nhá, máy super này. Đó, công suất của máy là 2300W này, vòng tua là 3800 vòng trên 1 phút, và các bác sử dụng điện trực tiếp là 220V, tần số là 50Hz các bác nhá. Thì mỗi một máy nhá, một máy thì các bác sẽ là có kèm theo là tay mở lưới nhá. Đấy, kèm theo tay mở lưới đầy đủ cho các bác. Đây là về cái phần thông số ở trên máy này các bác này. Đây, đây nhá. Và khi mà các bác sử dụng, các bác mở máy lên thì nó sẽ có một cái dây xích ở đây này. Đây là các bác phải kèm máy lên rồi. Mẫu mã cực kỳ là đẹp luôn. Đây, mỗi một máy là các bác được tặng kèm theo một cái đá cắt sắt 350 luôn này các bác này. Đây, bán đá 355 nhá. Các bác sử dụng lưỡi 355. Các bác có thể là sử dụng cắt sắt hoặc là cắt gỗ nhá. Đây, hôm nay thì cái sản phẩm này bên em về kho cái số lượng khá là nhiều. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm đến cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai để có được sản phẩm này. Thì em sẽ thường xuyên đăng tải video nhé. Bên em thì phân phối rất là nhiều các sản phẩm điện máy và điện đồ nghề. Các bác mà quan tâm thì các bác đăng ký kênh để có thể là đón xem những thông báo mới nhất về tất cả những cái dòng sản phẩm hay và hữu ích nhé. Để em sẽ quay chi tiết cho các bác được tham khảo rõ hơn một chút nữa về cái mẫu máy này. Đây, chiếc máy cắt sắt bàn 355 cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn nhé. Bác nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc.